Dạ, chắc hẳn quý khách hàng của mình cũng thấy cái vị trí thanh đăng quay là quen thuộc đúng không ạ? Vị trí của thanh đăng quay đây sẽ thuộc là của ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh hôm nay sẽ gửi cho cả nhà mình cùng xem một sản phẩm đất nền mà giá rẻ được chính người dân gửi bên thanh quay bán. Chiều ngang của mình sẽ được 8 mét, tổng diện tích của mình đầu đuôi vuông vức sẽ là được 1.107,1 mét vuông. Chiều sâu hai cạnh là 140 và 143, và cách cái ủy ban xã của Thanh Đăng Quay cũng như là chùa và khu dân cư Thanh Đăng Quay ở đây chỉ có đúng 2 km thôi nha cả nhà mình. Và chủ nhà mong muốn bán với cái giá chỉ có đúng 180 triệu, bao sổ sách pháp lý rõ ràng cho quý cô chú anh chị mình. Cả nhà mình cùng nhìn với Thanh nè, ở đây là trường tiểu trung học của xã Thanh Hòa mình. Thì từ đây con đường của mình là con đường thông thuận tiện khu dân cư, và mình di chuyển lên nữa là sẽ ra được ủy ban xã, và tuyến đường ngược lại đây sẽ di chuyển ra cụm trung tâm hành chính của mình, chỉ dao động cũng khoảng 2 km thôi cả nhà mình. Dạ thì cái lô đất hôm nay Thanh quay, Thanh cảm thấy rất chi là phù hợp và giá cả vừa phải. Thanh sẽ quay để cả nhà mình cùng tham khảo với em nha. Dạ, trong thời gian theo dõi, quý khách hàng cảm thấy cái nguồn đất Thanh đang quay đây phù hợp, giá thành vừa phải thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh có thể gửi toàn bộ thông tin sổ sách cho cả nhà mình cùng kiểm tra qua với em nha. Chạy dọc trên con đường của mình sẽ di chuyển qua các hàng quán tạp hóa, nhà văn hóa, trạm y tế cũng như là cây xăng thuộc của ấp 5 xã Thanh Hòa của mình. Đường của mình ở đây là khu dân cư hiện hữu, cáp điện wifi là đầy đủ. Thì với tài chính 180 triệu mình có thể sở hữu được một lô đất giá cả vừa phải khu dân cư thì em cảm thấy rất chi là phù hợp nha. Rất mong cả nhà sẽ theo dõi hết cái clip bên em để mình có thể theo dõi được đầu đuôi này cũng như là toàn bộ cái lô đất em gửi và quay cho cả nhà mình cùng theo dõi. Dạ, trong thời gian theo dõi, quý khách hàng có thể ủng hộ cho Thanh bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký và bấm trực tiếp vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo về những nguồn đất Thanh quay từ đất nền, đất sào, đất kèm nhà. Cả nhà cùng tham khảo thêm với em ở trong kênh nha. Đó, thì đồng thời trong lúc Thanh giới thiệu là Thanh cũng sẽ di chuyển qua ủy ban xã này, trạm y tế và khu dân cư nhà cửa. Cả nhà mình ơi, nếu từ thành phố Hồ Chí Minh, quý khách hàng mình di chuyển lên tới lô đất của Thanh quay là 150 km nha. Thì mình di chuyển khoảng hết là 3 giờ đồng hồ. Còn từ Bình Dương mình di chuyển lên là 99 km thì cũng khoảng là hơn 2 giờ đồng hồ cả nhà mình ha. Và Đồng Xoài lên trên em là gần hơn có 6-7 km thôi. Cả nhà kết bạn Zalo theo số điện thoại Thanh ghi ở dưới màn hình để em gửi vị trí cho quý khách hàng mình di chuyển một cách an toàn và con đường thông thuận tiện nhất nha. Đó, đây là chạy dọc con đường của mình. Cả nhà chịu khó xem hết clip với em nha. Dân cư ở trên khu vực trên mình nhé. Nếu quý khách hàng như ở chỗ khu vực của mình như thế này là tương đối đông rồi. Đó, và từ đây lại lô đất của mình gần lắm. Cả nhà ơi, lô đất của mình nó cách cái mặt tiền lộ nhựa Thanh đang di chuyển đây này có đúng 100 mét thôi. Đó, cách chùa, cách xã là 1,3 tới 2 km. Là cả nhà mình biết là cực kỳ gần và khu tiện ích tiềm năng là cực kỳ lớn nha. Với thì thời điểm này mình mới mua được những sản phẩm giá rẻ, sổ đẹp, tài chính là vừa phải cả nhà mình ha. Đó, đây này quý cô chú anh chị mình. Từ đây nha cả nhà mình là con đường Thanh vừa di chuyển. Và đây là con đường sẽ dẫn trực tiếp vào trong lô đất Thanh quay và giới thiệu với cả nhà mình. Chỉ có đúng 100 mét thôi. Đường của mình ở đây là đường bê tông rộng 3 mét. Xe lớn, xe nhỏ, xe ô tô di chuyển thoải mái. Và đường của mình ở đây là hiện tại đất của mình là đất trồng cây lâu năm. Khu dân cư hiện hữu xung quanh. Đây là quý cô chú anh chị mình. Đó, đây là cái mặt bằng lô đất hôm nay Thanh quay và giới thiệu. Thì lô đất của mình ở đây sẽ có chiều ngang mặt tiền là 8 mét, chiều sâu là 140 và 143. Tổng diện tích của mình sẽ được 1.107,1 mét vuông. Hướng lô đất của mình ở đây sẽ là hướng Nam,
Trên đất của mình là chủ nhà đang trồng cao su và phía sau là có trồng mì. Đó, và tổng diện tích chủ nhà bán hết là 180 triệu nha quý cô chú anh chị mình. Thì mọi thông tin cả nhà liên hệ trực tiếp cho em. Đây em di chuyển lại đây một xíu nữa để cả nhà mình cùng quan sát được này. Ở trong đó là vẫn còn các hộ dân, nhà cửa ở xung quanh và ở trong sâu hơn nữa nha. Đó cả nhà mình. Đó, còn đây là cái mặt bằng lô đất hôm nay chính chủ nhờ bên em quay bán. Khi quý khách hàng mình lên sẽ có địa chính vào đo đạc, cắm mốc, cắm danh, đảm bảo đất của mình ở đây là đúng đất, đúng vị trí, không quy hoạch, không kê biên, không tranh chấp. Sẽ có được gặp chính chủ nhà đó và mình sẽ trao đổi. Còn quý khách hàng mình trong thời gian theo dõi thiện chí với cái lô đất Thanh đang quay, mình muốn đặt cọc để giữ chân thì chuyển khoản cho Thanh khoảng 5 tới 10 triệu. Em sẽ di chuyển vào trong nhà cô chú quay video trực tiếp cho quý khách hàng của mình gặp và nói chuyện. Tại vì như quý khách hàng của mình mà chưa lên kịp ấy, thì có thể em có thể làm thay cái nhiệm vụ để được quý khách hàng gửi gắm là đi vào trong chủ để trao đổi trực tiếp với mình nha. Đó, còn đây là cái mặt bằng lô đất. Thì do chiều dài của mình là 140m, Thanh sẽ phóng xa xuống để cho cả nhà mình cùng quan sát được nha. Lô đất Thanh đang quay và gửi cho cả nhà mình là nằm tại vị trí là thuộc của ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đó, đến đây là trồng cao su này. Còn đoạn giữa của mình là sẽ trồng mì. Tiếp giáp với ở dưới là sẽ có danh mốc rất chi là rõ ràng nha. Đó, cả nhà mình cùng mặt bằng là đẹp lắm cả nhà. Đất cao, ráo, tơi xốp. Đất của mình ở đây là đất thịt pha sỏi, mềm mâm mà Thanh đi thế này mà chân cũng lúng luôn á. Đó, còn hướng lô đất của mình nhìn ra là hướng nam, sẽ thấy được khu dân cư nhà cửa. Này cả nhà, chất đất đó, tơi xốp lắm. 180 triệu rất chi là phù hợp đúng không cả nhà mình. Mà bao hết sổ sách thì sổ sách cũng phải gấp 10 triệu dao động là như vậy. Thì với tài chính là được một sào đất khu dân cư, cách ủy ban xã và trung tâm là cực kỳ gần, thì em thấy cả nhà mình sẽ hợp lý khi mua được nguồn đất này. Như ví dụ mình mua làm cũ, xây nhà hoặc mua đầu tư, vài tháng sau đất thay đổi thì với lô đất như thế này là mình sẽ khó tìm được một lô đất như thế này cả nhà mình ha. Lô đất của mình sáng lắm nha cả nhà, thông thoáng sáng, cao ráo, đường đi thì thuận tiện. Đó. Dạ thì nãy giờ Thanh đã quay từ ngoài đường này, ủy ban xã, chùa và khu dân cư cho cả nhà mình cùng xem một lô đất nền giá siêu rẻ được chính chủ gửi bên Thanh quay bán. Nãy giờ thì Thanh cũng đã quay chi tiết và cụ thể cho cả nhà mình rồi nha. Nếu như cả nhà mình cần Thanh giải đáp hoặc là thắc mắc như thế nào thì em rất mong cả nhà sẽ gọi điện trực tiếp cho em nha. Còn đến đây thì Thanh xin phép tạm dừng video tại đây. Em cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em.